Bán mắt chưa? Bài viết của ông Hoàng Tâm. Câu hỏi ấy cũng là tựa đề của bài viết hôm nay. Câu hỏi dành cho những kẻ đã một thời ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, những kẻ đã từng tiếp tay với bọn cộng sản qua nhiều hình thức khác nhau, để từ đó họ đã gây ra những tội ác khiến con mất cha mẹ, vợ mất chồng, đau thương chồng chất cho đến ngày mất nước 30 tháng 4 1975. Những tên Võ Văn Ái, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, vân vân, và đáng kể hơn hết là bọn Phật giáo Ấn Quang, vì chúng đã đội lốt nhà sư để nuôi dấu lũ đặc công cộng sản và chất nổ trong chùa. Tất cả những bọn người này đã từng đứng về phía cộng sản chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cho đến bây giờ bọn chúng vẫn tiếp tục lừa gạt đồng bào, chứ chúng có bao giờ nói lên lời hối hận đâu. Người ta còn nhớ những năm tháng vào đầu thập niên 60, khi bọn cộng sản Bắc Việt bắt đầu xua quân xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, thì bọn cán bộ của chúng thường xuyên tuyên truyền rằng đồng bào hãy tiếp tay với quân giải phóng, nuôi dấu cán bộ và vũ khí, để đến ngày cách mạng thành công thì mọi người dân ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm no áo ấm, trẻ em đều được cắp sách đến trường, cách mạng sẽ chia ruộng đất cho tất cả đồng bào, không một ai phải thiếu thốn nữa, mọi người đều có đời sống như nhau. Với những lời tuyên truyền ấy nên đã có một số đồng bào tin theo, đã đào hầm để nuôi dấu bọn cộng sản nằm vùng, bọn đặc công ở các thành phố, để rồi đêm đêm chúng cứ đem chất nổ đến đặt ở những trường học, những khu phố chợ, làm cho không biết bao nhiêu sinh mạng của đồng bào, trẻ em phải chết một cách thảm thương. Nhưng rồi người dân của miền Nam đã chứng kiến được tất cả những gì đã xảy ra trước mắt. Một lũ hung tàn bạo ngược đã ra tay cướp đoạt nhà cửa tài sản, hãm hại bỏ tù, đày ải tất cả những đồng bào miền Nam. Có ai còn nhớ đến những năm tháng trời sầu đất thảm ấy? Suốt gần 37 năm trôi qua rồi, thế mà hôm nay trên các tờ báo của chúng vẫn còn đăng những hoàn cảnh nghèo khổ, không nhà cửa, những người bệnh tật, và kêu gọi lòng thương của người Việt hải ngoại để xin tiền giúp của. Nhưng vẫn có những người vì lòng thương cảm, và cũng có những kẻ thiếu suy nghĩ, lại có những kẻ vì muốn làm tay sai cho bọn cộng sản nên đã quyên tiền gửi về nước để cho bọn chúng chia phần trăm với những người bất hạnh. Chúng ta nên nhớ, trước kia bọn cộng sản từng tuyên truyền cách mạng thành công rồi thì tất cả người dân ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm ăn áo mặc, trẻ em đều được cắp sách đến trường. Như thế mà 37 năm trôi qua, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên sau năm 75, nhưng một số rất lớn đã không hề biết chữ, không hề được cắp sách đến trường, và vẫn còn một số đông đảo những người nghèo khổ, không nhà cửa, đói khát, bệnh tật quanh năm. Nhưng tại sao bọn cầm quyền Hà Nội lại không lo cho họ, mà cứ luôn luôn kêu gọi lòng thương yêu của người Việt ở hải ngoại, những người mà một thời chúng đã gọi là chạy theo bơ thừa sữa cặn. Nên nhớ Hồ Chí Minh đã từng nói, đánh thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 ngày nay. Bọn sói lang cộng sản Hà Nội đã từng lừa gạt tất cả đồng bào từ Nam chi Bắc, xúi dục sinh Bắc tử Nam, để rồi sau khi đã bỏ thân nơi chiến trường miền Nam thì gia đình của họ phải lâm vào cảnh cùng đường đói khổ. Tác giả Lâm Viên nói, chúng là lũ sói lang cộng sản. Đúng như vậy, chúng là một lũ sói lang nên không có lương tri của một con người. Chúng là một lũ cướp, vì chỉ có bọn ăn cướp mới làm những việc trong bóng đêm tại giáo xứ Thái Hà cũng như các giáo xứ khác. Chúng ta đã thấy gì khi lũ cướp ra tay với giáo xứ Thái Hà? Có một nhà dân chủ, nhà đấu tranh nào lên tiếng về những hành vi bạo ngược này không? Võ Văn Ái từng là tổng thư ký Trung ương Phật tử và Việt kiều hải ngoại, từng viết lời tựa cho cuốn sách Hoa Sen Trong Biển Lửa của thằng Thích Nhất Thành, và cũng từng
tự xưng là ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, hắn có lên tiếng nào không? Và Thích Quảng Độ là một đóa sen chỉ biết trong cái lò, nên vẫn vui mừng hả hê khi thấy bọn sói lang đã và đang ra tay bạo ngược đối với giáo xứ Thái Hà. Chúng ta, tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính ở trong và ngoài nước, hãy đồng thanh lên tiếng một cách mạnh mẽ về những hành vi bạo ngược, cướp đoạt trong đêm tối, một hành động mà chỉ có bọn sói lang Cộng sản Hà Nội mới bất chấp tất cả để ra tay đối với Giáo hội Công giáo kể từ vụ tòa khâm sứ cho đến nay. Hỡi những kẻ đã từng tiếp tay với lũ sói lang Cộng sản Bắc Việt, đã sáng mắt chưa? 37 năm trôi qua rồi, đất nước điêu linh, đồng bào đói khổ, trẻ em đầu đường xó chợ, rách rưới, co ro, run rẩy nhặt mất một chút thức ăn thừa dưới những cơn rét buốt giữa trời đông. Các em không biết đọc, không biết viết, và biết bao nhiêu người đang lang thang, siêu đổ dưới gầm cầu, vất vưởng như bóng ma nơi nghĩa địa. Trong khi đó, thì chúng ta hãy nhìn xem những ngôi biệt thự, những chiếc máy bay riêng, những chiếc xe hơi đắt giá, những khu nghỉ mát, những đêm đốt tiền nhất dạ đế vương của những con sói lang mà chúng ta có làm việc cật lực cả đời nơi hải ngoại, liệu có được hay không? Bọn cọc hung tàn bạo ngược, chúng đang sống trong sung sướng, sống giàu sang trên những vũng máu, trên những đống xương, trên những dòng sông nước mắt của những người dân hiền lương đang thất thểu với một cuộc đời đô lệ, đâu có thua kém gì thời thượng cổ. Ở những người đang làm việc từ thiện ở hải ngoại, xin hãy mở cặp mắt thật to để nhìn thấy những cảnh đời khốn cùng này, để hiểu được những đồng tiền mà các người quyên góp được rồi gửi về nước có phải chỉ làm giàu thêm cho lũ lang sói hay không. Chúng ta nên biết, trong lịch sử, từ cổ chí kim, chỉ có những kẻ cùng đường mới dám đứng lên làm những cuộc cách mạng để đánh đổ bọn cường quyền ác độc, hà hiếp dân lành và xóa bỏ mọi bất công. Hãy biến đau thương thành những hành động thực tiễn. Một cuộc cách mạng sẽ thành công nếu hết thảy những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam đều quyết chí, đồng tâm, hiệp lực, kề vai sát cánh để làm nên lịch sử. Một trang sử mới rạng rỡ huy hoàng đang đón chào, mời gọi tất cả mọi người, con dân nước Việt. Anh Quốc, ngày 16 tháng 11 năm 2011. Hoàng Tâm.